Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại cuộc thi quý 1 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Chúng ta đang tiến tới phần thi về đích, và lúc này điểm số của các bạn học sinh lần lượt là 60, 300, 130 và 130. Với số điểm 300 thì bạn Hoàng Khánh là người đầu tiên đến với phần thi về đích. Xin mời bạn. Lựa chọn là 3 câu 20 ạ. 3 câu 20. Sự kiện nào được tổ chức năm 1284 tại Kinh Thành Thăng Long đã đặt nền móng cho tinh thần dân chủ của nhà nước trước khi ban hành những quyết sách lớn? Câu trả lời của em là hội nghị Diên Hồng ạ. Vâng, sự kiện mà chúng tôi đang muốn nói đến ở đây là hội nghị Diên Hồng. Chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo dành cho Hoàng Khánh sẽ là câu hỏi có giá trị 20 điểm. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật. Vậy tại sao người ta không lắp gương cầu lõm làm gương chiếu hậu ở xe ô tô hay xe máy? Bởi vì gương cầu lõm có thể cho ảnh ngược chiều với vật ạ. Lời giải thích vừa rồi chưa chính xác. Xin mời các bạn còn lại. Mời Tuấn Linh. Em ơi chị, theo em là vì gương cầu lõm cho góc nhìn ảnh không rộng bằng gương cầu lồi ạ. Vâng, lời giải thích cho câu hỏi này là do thị trường phạm vi quan sát được của gương cầu lõm là hẹp, hoặc vì gương cầu lõm chỉ quan sát được các vật ở gần gương. Như vậy là câu trả lời của Tuấn Linh cũng không ghi được điểm. Nhưng chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, bạn Hoàng Khánh sẽ chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Bạn hãy giải bài toán cổ sau. Có 5.292 lạng bạc phát cho 328 người. Chia làm 3 hạng, hạng giáp 8 người, mỗi người được 7 phần, hạng ất 20 người, mỗi người 5 phần, hạng bính 300 người, mỗi người được 2 phần. Hỏi như thế thì mỗi người ở mỗi hạng được lĩnh bao nhiêu lạng bạc? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Sơn Tùng. Là câu trả lời của em là ở hạng giáp thì mỗi người sẽ được 49 lạng bạc, ở hạng ất thì mỗi người sẽ được 35 lạng bạc, và ở hạng bính thì mỗi người sẽ được 14 lạng bạc ạ. Bạn đã tính như thế nào? Em quên rồi. Vâng, tương truyền thì đây là bài toán do Phan Huy Khuông, người làng Đông Ngạc Từ Liêm, Hà Nội, đã soạn thời Lê Mạt dùng để luyện thi toán kỳ thi chọn lại viên, một chức danh liên quan đến các con số thời phong kiến. Giải thích như sau, nếu như chúng ta gọi mỗi phần có x lạng thì 5.292 bằng 8 x 7 x x cộng với 20 x 5 x x cộng 300 x 2 x x, từ đó chúng ta tính ra được x bằng 7. Như vậy, mỗi người ở hạng giáp sẽ có 49 lạng, mỗi người hạng ất có 35 lạng và mỗi người hạng bính có 14 lạng. Chúc mừng Sơn Tùng. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng chúng tôi dành cho Hoàng Khánh rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Sơn Tùng đã ghi điểm ở câu hỏi vừa rồi, và chắc chắn là những số điểm mà bạn vừa nhận được đã giúp phần nào giải tỏa tâm lý trước khi chúng ta tiến tới phần thi về đích, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Sơn Tùng đã sẵn sàng chưa? Dạ, em cảm thấy rất thoải mái đấy ạ. Xin mời tiến lên phía trước. Và em đến đây, em sẽ chơi với mình, em chọn 3 câu 30 điểm ạ. Đó chính là tinh thần mà chúng ta đã thấy ở chàng trai này từ cuộc thi tuần, thi tháng và bây giờ là thi quý. Hãy thoải mái và tự tin nhé. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho Sơn Tùng có giá trị 30 điểm. 5 nội dung chính trong thông điệp 5K của Bộ Y tế khuyến cáo toàn dân thực hiện để giữ an toàn trước đại dịch COVID-19 là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và hoạt động nào nữa?
không sử dụng chung đồ dùng của nhau ạ. Đó chưa phải là câu trả lời đúng. Xin mời các bạn còn lại. Mời Hoàng Khánh. Câu trả lời của em là khai báo y tế ạ. Vâng, có lẽ là khi nghe tới điều đó thì Sơn Tùng đang rất tiếc đúng không? Chữ K cuối cùng chính là khai báo y tế. Chúc mừng Hoàng Khánh. Bây giờ thì bạn sẽ đến với một câu hỏi có giá trị 30 điểm tiếp theo. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ, em có ạ. Đó là một câu hỏi bằng tiếng Anh. Hi, at the Busan International Film Festival in 2019, a Vietnamese film was awarded the top prize in the new currents category. It was about homeless kids on the streets and the hardships they had to endure to survive. The story was of boys selling lottery tickets and shining shoes. What was the film called? Good luck. Song Lang. Xin mời các thí sinh còn lại. Mời Hoàng Khánh. Câu trả lời của em là ROM. Bạn đã nghe được thầy nói những gì ạ? Em đã nghe đến thầy nói về một bộ phim của Việt Nam đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Bruxelles của Bỉ, và bộ phim kể về những đứa trẻ vô gia cư bán vé số. Và đây là một bộ phim đã giành giải thưởng cao nhất ở hạng mục New Current ở Liên hoan phim Busan năm 2019. Đáp án là ROM. Xin chúc mừng Hoàng Khánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của Sơn Tùng. Hãy tập trung và cố gắng nhé. Đây là câu hỏi có giá trị 30 điểm. Tại sao người ta thường dùng hợp chất CRO3 cho dụng cụ kiểm tra nồng độ cồn của lái xe? Tại vì là CRO3 có thể... CRO3 cũng được sử dụng trong rượu. Cơ hội ghi điểm thuộc về những người còn lại. Xin mời. Lý do là bởi CRO3 có tính oxy hóa mạnh, có thể phản ứng với ethylic trong rượu bia tạo thành CR2O3 có màu xanh đen đặc trưng. Cảm ơn Sơn Tùng đã hoàn thành phần thi về đích. Bây giờ thì bạn Quang Huy sẽ đến với phần thi về đích của mình. Và bây giờ thì em có muốn nhắn nhủ điều gì đến quý vị khán giả không? Em muốn được nhận được một tràng pháo tay từ các quý vị khán giả. Xin mời. Thực sự đến với chương trình Đường Đến Olympia là một điều em đã mơ ước từ rất là lâu. Và hôm nay em sẽ chơi hết mình để không còn thấy bất cứ một điều hối tiếc nào nữa. Em xin chọn 3 câu 30 điểm ạ. Vâng. Và hãy cố gắng nén cái sự xúc động lại nhé. Để bình tĩnh, tự tin trả lời từng câu hỏi một. Câu hỏi đầu tiên dành cho Quang Huy như sau. Theo dự báo đưa ra vào tháng 10 năm 2020 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, 4 quốc gia nào có quy mô GDP năm 2020 lớn nhất Đông Nam Á? Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại ạ. Lại là Hoàng Khánh ạ, xin mời. Câu trả lời của em là Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi đó chính là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Không có Singapore, rất tiếc cho Hoàng Khánh. Ở câu hỏi tiếp theo có giá trị 30 điểm thì Quang Huy có muốn thử sức một chút với ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em không ạ. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Đây sẽ là một câu hỏi bằng tiếng Anh. Hi, I'm Alex from Apollo and I've got a question for you. What does SIM in SIM card stand for? Good luck. Câu
không có phương án trả lời nào đưa ra. Xin mời các bạn còn lại. Câu hỏi tiếng Anh của thầy là bạn hãy cho biết là từ SIM ở trong SIM card thì được viết tắt từ cụm từ gì, và đáp án chính xác là Subscriber Identity Module, tạm dịch là module nhận dạng chủ thuê bao. Và bây giờ thì bạn sẽ đến với một câu hỏi có giá trị 30 điểm tiếp theo. Dạ, em xin lựa chọn ngôi sao Hy vọng ạ. Vâng, chúc Quang Huy thành công với câu hỏi này. Lần đầu tiên trong lịch sử kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta, cách diệt xe tăng bằng lựu đạn đã được người chiến sĩ nào sáng tạo và lập chiến công lớn? Các bạn thí sinh còn lại có câu trả lời không ạ? Mời Hoàng Khánh. Trả lời của em là Cù Chính Lan ạ. Người chiến sĩ chúng tôi đang muốn nói đến ở câu hỏi này đó chính là Cù Chính Lan. Chúc mừng Hoàng Khánh. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Quang Huy rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Người cuối cùng bước vào phần thi về đích là bạn Đặng Tuấn Linh. Bây giờ thì bạn đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Xin mời. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho em ạ. Em xin chọn gói câu hỏi 20-20-10 ạ. 20-20-10 chúng tôi đã nghe rất rõ rồi. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm. Phần lớn các thiết bị điện tử di động trên thế giới đều sử dụng loại nguồn điện nào? Câu trả lời của em là pin điện hóa. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Bạn chính xác phải là pin lithium. Em xin chọn ngôi sao Hy vọng ạ. Ngôi sao Hy vọng ở câu hỏi thứ hai, và chúc bạn thành công với câu hỏi này. Đó tiếp tục là một câu hỏi bằng tiếng Anh. Hello, I'm Lewis from the US. 40 years ago, a man made a historic journey into space. The journey lasted 7 days, 20 hours and 42 minutes in total. He orbited the Earth 142 times and conducted many space experiments. Some of them were experiments on Azolla. Who is he? Good luck. Phạm Quân. Thầy đã nói những gì ạ? Dạ, thầy nói là 40 năm trước có một người bay vào vũ trụ ạ. Và thầy hỏi được người đấy là ai? Chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Vâng. Tức là bạn biết ai thì bạn trả lời người đấy. Dạ, 40 năm trước em nhớ là Phạm Tuân đã bay lên vũ trụ ạ. Bác ấy bảo với bạn thế hả? Vâng, 40 năm trước một người đàn ông đã tạo nên một hành trình lịch sử bay vào không gian. Và hành trình đó kéo dài trong 7 ngày 20 tiếng và 42 phút. Ông đã tổng cộng bay quanh trái đất 142 lần và đã có rất nhiều những thí nghiệm ở ngoài không gian, đặc biệt là có thí nghiệm về bèo hoa dâu. Và ông là ai? Đó chính là Phạm Tuân. Và một số thông tin thêm dành cho bạn là hành trang ông mang theo còn có ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nắm đất Ba Đình, bản tuyên ngôn độc lập và lá cờ Tổ quốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của Tuấn Linh, cũng là câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi quý ngày hôm nay. Chúc Tuấn Linh thành công với câu hỏi này. Những ký hiệu nổi xuất hiện bên cạnh nút bấm trong thang máy có tác dụng gì? Thưa chị, đó là giúp đỡ người khiếm thị. Những ký hiệu nổi đó đã giúp đỡ những người khiếm thị sử dụng thang máy. Chúc mừng Tuấn Linh. Cảm ơn Tuấn Linh đã hoàn thành phần thi về đích. Bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi rồi ạ.
Như vậy là bốn thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay đã hoàn thành phần thi của mình và họ đã kịp để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng quý vị khán giả, và cùng với đó là những số điểm rất ấn tượng nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết những số điểm đó. Bạn Đặng Tuấn Linh đến từ trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, Hưng Yên giành được 100 điểm. Bạn Nguyễn Hoàng Khánh đến từ trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, Quảng Ninh giành được 375 điểm. Bạn Nguyễn Quang Huy đến từ trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Ba Vì, Hà Nội giành được 100 điểm. Và bạn Nguyễn Sơn Tùng đến từ trường Trung học phổ thông Yên Viên, Hà Nội giành được 90 điểm. Những phong độ thi đấu ấn tượng. Cuộc thi tuần đầu tiên của quý 2. Mơ ước là được ngồi chém gió với Edison. Nghĩ là ông không thể bằng em được. Tại sao lại có sở thích kỳ lạ như thế ạ? Có vẻ là di truyền. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Xanh nhạt. Không màng. Chưa có manh mối gì rõ ràng lắm. Cuộc chơi vẫn sẽ tiếp tục. Dạ, khá hợp. Thế là bạn nghe được nhiều hơn tôi nghe được mỗi Binzy, Suboy với Rhymastic. Rất quyết tâm. Thông ngòi ạ. Vật. Một câu trả lời rất rõng rạc và rất chính xác. Xin chúc mừng. Và dù cuộc chơi ngày hôm nay của chúng ta đang sắp sửa kết thúc, nhưng chúng tôi tin là mỗi một nhà leo núi ngày hôm nay đã tạo được những thiện cảm và ấn tượng nhất định trong lòng quý vị. Họ đã cố gắng hết mình. Tuy nhiên, chiếc vòng nguyệt quế thì chỉ có một mà thôi, và nó đã tìm ra được một chủ nhân vô cùng xứng đáng. Người mà trước cuộc chơi ngày hôm nay đã chia sẻ trong một tờ giấy gửi về cho chương trình là rất muốn đốt cháy trường quay S14 trong cuộc thi quý. Và quả thực, bạn ấy đã thực sự đốt cháy được trường quay ngày hôm nay với số điểm 375 điểm của mình. Xin chúc mừng Hoàng Khánh. Bây giờ thì xin mời bạn đón nhận chiếc vòng nguyệt quế rất quan trọng của cuộc thi quý đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Phần thưởng cũng sẽ được trao tặng cho các bạn Sơn Tùng, Quang Huy, Tuấn Linh với những cố gắng mà các bạn đã thể hiện. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải, ông Dương Công Vương. Và bây giờ là thời điểm chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thế Khôi và ông Dương Công Vương sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Được giải nhất trong cuộc thi quý nhận được số tiền thưởng 30 triệu đồng từ nhà tài trợ công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Xin chúc mừng Hoàng Khánh. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thế Khôi và ông Dương Công Vương.